Chào mọi người quay lại kênh của mình nhé. Trên tay em là thức ăn và thuốc tím dành cho cá koi. Hiện tại bây giờ em đang sử dụng luôn. Thì nếu như anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Đến với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì mình cùng với lại mọi người sẽ trở về Bình Phước, mình tham quan lại hồ của em Vinh sau gần một năm anh em nhé. Ở đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của em Vinh ở thời điểm hiện tại anh em. Trước khi đi vô vấn đề chính ngày hôm nay, đó là Vinh sẽ chia sẻ với lại mọi người cái cách Vinh vận hành hệ thống lọc hồ của mình và tổng kinh phí mà Vinh hoàn thành hồ của mình là bao nhiêu anh em nhé. Hồ của Vinh là hồ đầu tiên mình chia sẻ lên kênh đó anh em. Hồi trước khi mà mình mới chơi cá koi á, lâu lâu mình hay chia sẻ cái mẫu hồ của mình lên những cái diễn đàn nè, trên những cái hội nhóm trên Facebook á, thì vô tình mình với lại Vinh quen biết nhau thì anh em cũng có nhắn tin qua lại trao đổi với nhau trong cái vấn đề làm lọc nè, xử lý một số bệnh cơ bản cho cá koi á. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là anh em biết nhau gần 2 năm rồi đó. Lâu lâu thì Vinh cũng hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe mình, mình ngược lại cũng về anh em. Nó tạo cho mình một cái sự dây gắn kết. Mặc dù là anh em chưa có dịp gặp mặt với nhau ngoài đời nhưng mà rất là thân thiết với nhau luôn, giống như anh em trong nhà vậy đó. Lâu lâu thì lễ lọc đồ thì cũng hay nhắn tin hỏi thăm nhau lắm. Nên là ngày hôm nay khi mà quay trở lại hồ của Vinh thì mình có một cái cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động anh em. Thì quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay á, thì mình sẽ nhờ Vinh sẽ chia sẻ với lại anh em mình cái cách mà Vinh vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó, cũng như là tổng cái kinh phí để hoàn thiện hồ của mình là bao nhiêu. Để nếu như anh em nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định làm một cái mẫu hồ giống như của Vinh bằng chậu kiện á, thì anh em có thể là tham khảo cái cách Vinh vận hành hệ thống lọc hồ của mình luôn anh em nhé. Thì thôi bây giờ cái phần hồ với lại lọc thì thôi mình sẽ nhờ Vinh sẽ chia sẻ với lại anh em luôn để cho anh em mình dễ hình dung luôn nhé. Xin chào mọi người nha, mình là Vinh ở Bình Phước. Hôm nay mình giới thiệu với cái bể cá của mình để cho mọi người xem chơi cho vui nha. Nói chung là hồi trước là mình có gửi cho anh Nhân một lần rồi, nhưng mà lúc đó là mình mới chơi. Thì hồ của mình đã chạy được 7 tháng rồi, 7-8 tháng rồi. Thì mình làm hồ rất là đơn giản, là mình ra cái tiệm mà nó người ta mà đổ chậu á, mình đặt người ta một cái chậu của mình nó là 1m4, lọt lòng 1m2. Nhưng mà khi mình đặt người ta thì mình dặn người ta là để cho mình hai cái lỗ thông ở dưới, xong rồi mình mua hai cái ống nối á, là một cái ống nối 48 với lại cái ống nối 21 là mình đặt vô luôn đó. Thì đầm lên mà mình làm như vậy á, là mình cái ống mà 48 á, là mình sẽ để hút đáy, còn cái hút mặt á, là mình sẽ để ống 21. Như hồ của mình là có hút mặt nè đó. Thì cái hệ thống lọc của mình á, là nó rất là đơn giản mà nó cũng rẻ tiền nữa. Cái thể tích của cái bể này thì nó tầm 500 lít. 500 lít cả lắng luôn á, cả lắng luôn là 500 lít. Thì đây cái nó vận hành hay như thế này nè. Cái ống này là cái ống hút đáy là 48. Còn cái ống này là ống hút mặt, ống 21. Là nó sẽ đưa về trong đây cái thùng lắng. Cái thùng lắng này là ở trong là mình có bỏ là lưới len với lại nhân thạch san hô xi mắt để mình chặn phân nó lại á. Thì ở đây bơm á, là mình sử dụng bơm 3.000 lít trên giờ, bơm Atman 3.000 lít. Thì lắng ở đây xong bắt đầu là bơm đưa dàn nước lên ba kỳ. Ba kỳ của mình ở đây thì mình sử dụng có 3 tầng, và cái tầng ở trên đó là mình bỏ là gòn với lại cái miếng mà mình rửa chén, cái miếng mà vuông vuông á, cái là mình trồng dứa lên với lại dây trầu bà. Thì cái xung quanh cái hồ của mình á, thì mình có làm một cái vòng sắt này nè đó. Cái vòng sắt này là để mình để mấy cái chậu cây nè, để cho nó tạo quang cảnh đó. Mình có trồng cái cọ nè, cái dứa nè, rồi mấy cái môn đó, cái môn ở trên này cũng là dứa, xong cái chạy lại bên này cũng như vậy. Nói chung là tạo cái môi trường mà nó tạo oxy nhiều cho cá. Thì cá mình
nuôi được nay là hồ thì mình làm được 7-8 tháng, nhưng mà lúc trước thì mình làm cái hồ nhỏ xíu à, có 50 lít nước à, là mình chơi trước đó 2 tháng để mình đã chờ đặt cái hồ này, nên cá của mình đây là gần 1 năm rồi. Lúc mình mua thì chỉ có 10 xanh 12 cm thôi à, không có nhiều. Ngày hôm rồi là mình cho ăn cám sakura. Thế mình thấy anh Nhân ảnh đổi cái cám nên mình thử. Thì mình mới nhận được cám ngày hôm qua. Mình thấy cám thì nó rất ok nha mọi người. Thấy mình thấy cám nó khó ăn á. Để mình thử cho mọi người coi nè. Cám mình thì cá Việt thôi. Đây mình chỉ cho mấy bạn cái này nè. Cái này là cái van của cái ống hút đáy. Là nếu mà mình không xài cái van này á thì cái hút mặt nó sẽ không hoạt động được. Cái van này á là xử lý lưu lượng nước. Ví dụ như là mình muốn cho hút mặt nó chạy á thì mình không có mở hết công suất ra. Nếu mình mở hết công suất là mình mở xoay ra đây là nó sẽ hết công suất, là tất cả các lượng nước đó, nó sẽ dồn vào cái hút đáy này hết, nó không có chia ra cái hút mặt được. Đâm ra mình phải có một cái van ở đây. Mình thấy hôm trước là có mấy bạn cũng chơi chậu kiển như mình, nó là không có làm được hút mặt. Nếu mà làm hút mặt được thì bơm phải để bên trong, nhưng mà nếu làm theo mình thì bơm sẽ để được bên ngoài, giải quyết được tất cả mọi vấn đề luôn. Chi phí để làm một cái bộ như vậy thì cũng rẻ à. Khoảng tầm mình nhớ không làm nữa, tầm không quá 3 triệu đâu. Tại vì có cái chậu là mắc nhất, là do mình đặt xong bắt đầu á mình yêu cầu người ta là bệnh sắt vô á. Bệnh sắt nhiều vô thì hôm trước mình đặt là 1,4 triệu á. Đó. Là mắc nhất là cái chậu thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của Vinh đó anh em, cũng như là cái cách Vinh vận hành hệ thống lọc hồ của mình. Thì nếu như ở nhà anh em nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định làm hồ giống như Vinh á, thì anh em có thể là tham khảo cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của Vinh nha. Mình thấy nó rất là hợp lý anh em. Nước từ hồ chánh mình sẽ kết nối qua bên một cái thùng lắng, và trong thùng lắng đó mình sẽ để bơm. Nếu như anh em có không gian hoặc là mình sử dụng thêm 2 thùng thì càng tốt, còn không thì mình sẽ để bơm rồi mình bơm lên cái dàn baki. Anh em thấy là cái chất lượng nước hồ của mình rất là tốt nha, đặc biệt là cá của mình rất là sung. Thì thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Vinh, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe. Anh em mình vẫn mãi là anh em nha. Anh chúc cho em là trong công việc làm ăn của em ngày càng phát đạt nha. Nếu như anh em nào hiện tại bây giờ mình đang ở Bình Phước hoặc là những tỉnh lân cận, anh em có nhà ý muốn giao lưu với lại Vinh á, đặc biệt là Vinh làm trong ngành kinh doanh bất động sản á, thì anh em nào muốn có thể là kết hợp nè, hợp tác trong vấn đề kinh doanh bất động sản á, thì có thể là liên hệ với lại mình ha. Mình sẽ cho anh em cái đường link Facebook của Vinh để anh em có thể là giao lưu với nhau ha. Thì thôi chắc có lẽ là mình xin phép kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé. Thì nếu như anh em xem video, anh em thấy những cái mình với lại Vinh chia sẻ cái cách làm lọc hồ của Vinh nó hiệu quả đó, thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.